Với ước muốn giúp hàng triệu người Việt Nam có thể trải nghiệm được sự đẳng cấp và an toàn nhất, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng tập đoàn Imperial đã hợp tác với thẩm mỹ viện JK Plastic Surgery, mang thương hiệu thẩm mỹ viện hàng đầu Hàn Quốc cùng công nghệ tiên tiến về Việt Nam với tên gọi JK Imperial Center. Đây cũng là đối tác duy nhất của JK Plastic Surgery Korea tại Việt Nam. JK Imperial Center tọa lạc tại một vị trí đắc địa ở quận 1. Trong suốt những ngày đầu hoạt động cho đến nay, JK đã từng bước chiếm trọn sự tin yêu với cả những khách hàng khó tính nhất. Điều này được thể hiện qua sự đa dạng ở từng tầng dịch vụ. Tại khu vực lễ tân, khách hàng sẽ lần lượt được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp như dịch vụ thẩm mỹ chuyên sâu, dịch vụ spa thư giãn và salon cao cấp để bạn có thể làm đẹp toàn diện ngay tại trung tâm JK. Trong đó, các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cấy mở nano, cấy mở từ thân, thẩm mỹ mắt, thẩm mỹ mũi, thẩm mỹ trẻ hóa cho gương mặt, căng da vùng lão hóa là những dịch vụ thẩm mỹ trọng điểm tại khu vực điều trị, phẫu thuật thẩm mỹ chuyên sâu. Đây cũng được ví như trái tim của JK Imperial, được đầu tư bài bản, tỉ mỉ, bảo đảm an toàn cho các ca phẫu thuật với locker, buồng khử khuẩn, trang thiết bị tân tiến. Đến với khu vực JK Premium Spa, JK Imperial tự hào là nơi giải quyết các vấn đề về da và trị liệu thư giãn, detox, mang lại cho khách hàng làn da thanh xuân, cơ thể nhẹ nhàng, thư thái và phần nào giúp lấy lại sự cân bằng sau bộn bề cuộc sống. JK Premium Spa sẽ cuốn hút bạn với các dịch vụ độc đáo, hiệu quả với hai nhóm dịch vụ. Spa trị liệu gồm Sensei Detox và tắm trắng vàng 24K, trắng da và thải độc, thanh lọc cơ thể, máu huyết lưu thông tốt. 2. EMT CM Slim, thon gọn săn chắc cơ, hỗ trợ giảm cân. Ngâm bồn Hinoki, bồn gỗ thông 100 năm tuổi, giúp củng cố sự tĩnh tâm và an thiền, giải tỏa căng thẳng, hỗ trợ điều trị một số bệnh như hen suyễn, cảm cúm, nhiễm trùng. Massage for hands, đã thông kinh lạc. Spa thư giãn mang đến các dịch vụ mới nhất, đáp ứng tốt các nhu cầu chăm sóc da của người Việt như trị liệu giảm sạm nám, làm sáng và tăng cường sức đề kháng với Energy C, liệu trình chống nhăn với công nghệ HA, Body Care Basic, Facial Care Basic. Và điều đặc biệt tại JK Imperial chính là yếu tố tích hợp nhiều dịch vụ làm đẹp trong một trung tâm, đề cao sự tiện lợi và nhu cầu làm đẹp đa dạng của khách hàng. Chính vì vậy, khu vực điều trị chuyên sâu về da đầu, tóc, nails, phun xăm thẩm mỹ, không gian relax đặc biệt và mang về các dịch vụ làm đẹp cấp cao tạo nên sự đa dạng các dịch vụ. Tạo kiểu tóc, phục hồi tóc, chăm sóc da đầu chuyên sâu, phun xăm thẩm mỹ, mắt, môi, nối mi, tạo kiểu móng xinh, chăm sóc da tay, chân. Khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình làm đẹp chỉnh chu, chuyên nghiệp, từng mẫu tóc, màu xăm, kiểu móng đều được tư vấn và chọn lựa kỹ càng, kỹ thuật nhuần nhuyễn và thao tác nhẹ nhàng luôn được chú trọng. Từ những ngày đầu thành lập cho tới nay, JK Imperial luôn nỗ lực hết sức để đem đến sự riêng tư và thông tin tuyệt mật cho khách hàng, hạn chế tối đa các tình huống khách hàng chạm mặt nhau khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm. Để làm được điều này, tại JK Imperial luôn có bộ phận điều phối chuyên biệt với trách nhiệm nắm bắt được tất cả tình hình diễn ra ở trung tâm và điều phối tất cả bộ phận với quy trình. Mỗi khách hàng sẽ đến JK Imperial với một khung giờ đã đặt trước và chờ ở phòng chờ. Nhân viên lễ tân tiếp nhận thông tin khi khách hàng tới và báo cáo lên hệ thống. Nhân viên của hệ thống sẽ điều phối hợp lý, đảm bảo rằng từ lúc khách hàng vào thang máy và đi đến các lầu dịch vụ sẽ không chạm mặt các khách hàng khác. Chính vì quy trình đặc biệt như vậy, mỗi khách hàng khi tới JK Imperial đều được bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối. Được thai nghén trong khoảng 8 năm trước khi chính thức đặt trụ sở hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, JK Imperial Center là đối tác duy nhất của JK Plastic Surgery Korea tại Việt Nam. Nửa đầu năm 2022 đã qua, chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có rất nhiều chông gai. Nhưng bằng với tất cả sự tận tâm và chuyên nghiệp, JK tin rằng mình sẽ còn làm tốt hơn nữa trong công cuộc giúp hàng triệu người Việt Nam hoàn thiện hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Priceless Perfection, sự hoàn hảo vô giá.